Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một số dự án kiếm tiền điện tử free. Dự án hôm nay sẽ là con Elixir Meta NFT, đây là một cái dự án round 3. Dự án này chia sẻ khoảng 1.065.000 LI nhé, tương đương với khoảng 21.300 giá IDO từ cái dự án này. Dự án này sẽ có 1.500 slot, cũng như là top 200. Hôm trước thì cái round hôm trước thì chúng ta làm ở trên 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 ấy nhé. Chúng ta làm ở trên Glam. Bây giờ thì chúng ta có thể chatbot ở trên Telegram mọi người nhé. Bạn nào mà chưa làm ở cái round đầu tiên đấy, round thứ hai đấy thì các bạn làm luôn nhé. Nó là làm ở trên Glam thì nó cũng như một số nhiệm vụ chúng ta làm ở trên trên bot thôi. Vì thế cho nên là mọi người làm luôn nhé. Đây. Đấy, mấy cái này cũng làm y chang này. Ở dưới này thì mình cũng chat luôn nhé. Thôi để link bên dưới cho tất cả mọi người cùng làm luôn nhé. Cả hai dự án luôn. À, cả hai link luôn. Channel này. Chúng ta join cái channel group này. Đây nữa này. Của iRob Ninja nhé. Chúng ta theo dõi cái tweet này. Follow panel Twitter này. Follow Instagram này. Loudit cao này, Twitter này, Red chuyên ở pin post. Ok, các bạn ấn check. Join iDrop. Submit. Done. Tiếp tục là đến Twitter nhé. Đây. Chúng ta làm bot trước nhé. Sau đấy chúng ta làm Glam sau. Rồi like này, red chain này, profile này, xem nó hỏi gì nhé. Link profile link thì chúng ta sẽ copy ở trên này nhé. Instagram, ok, xong cái này. À, cái này đít cao chứ, cái này inta này, trang cá nhân chúng ta copy lấy link. Dán ra đây. Bây giờ đến đít cao này. Khi bạn gọi điện cho ai đó có một xác nhận cái gì đây? Mọi người vào phần rules, tích vào đây cái nhé. Copy lấy tên này. Dán ra đây. Ví ERC20 mạng Ethereum. Chúng ta lấy ví nhé, Binance Smart Chain, ví MetaMask, mạng Ethereum. Nói thật nói sai thôi à. Các bạn ấn Don. Cái này thì chúng ta theo dõi Twitter nhé, panel của nó này. Thì mọi người theo dõi cái panel Twitter này. Và đây chúng ta like này, red chain và với qua the tweet nhé, để chúng ta lấy link nhé. Đấy, chúng ta bình luận sau này chúng ta đăng vào lấy cái link này. Đây. Chúng ta dán vào đây nhé. Ở dưới này thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Ấn vào balance cũng như là rep link để chúng ta lấy link nhé, giới thiệu bạn bè để nhận thêm token. Ở bên này thì chúng ta cũng làm y chang như thế thôi. Nè. Mấy cái này thì mình làm rồi thì chắc là cũng xong rồi. Red chain thì mình cũng đã red chain rồi đấy. Cái này tweet này chúng ta tắt ba bạn bè vào nhé. Nó cũng hơi khác khác một ít thôi. Đấy, ví dụ cái này thì mình làm lại này. Tắt cho thêm bạn bè vào nhé. Ba bạn vào nhé. Rồi.
Chúng ta sẽ có link này. Nó lại yêu cầu link cơ. Đấy. Rồi, cái này thì cũng xong rồi này. Mình theo rồi mà. Có mỗi LinkedIn thì chưa theo này. Làm luôn một thể nhé mọi người nhé. Hai round luôn. Đây, flow. LinkedIn profile, mọi người vào phần me này. Ở cái phần view profile này, chúng ta copy lấy này. Mọi người có thể đổi tên nhé. Đấy. Medium này. Con này nó yêu cầu theo dõi nhiều thế nhỉ? Có cái gì đâu mà theo. Bài thì không muốn ra, bắt người ta theo là sao ấy nhỉ? Không có cái next đi mà nó next đi được cho ấy chứ. Đấy, URL đây này. Rồi. Fanpage ở trên Facebook. Rồi, chúng ta sẽ ấn vào profile này. Đây. Chúng ta sẽ copy lấy cái profile link nhé. Chúng ta dán vào đây. Cái này Instagram thì chúng ta đã theo rồi phải không? Thì chúng ta ấn vào link profile thôi. Rồi cái ví thì chúng ta vẫn dán cái ví trùng với cái ví mà lúc nãy chúng ta đã dán ở trên bot nha mọi người. Đấy, chúng ta dán ví trùng với ví trên bot. Ở dưới thì sẽ có một cái link giới thiệu bạn bè, mình sẽ để hết cái link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia nhé. IDO price của nó một LI tương đương với khoảng 0,02 USDT. Đấy. Con này thì top 200 sẽ nhận được thêm và 1.000 random winner sẽ nhận được 750.000. Sẽ chia sẻ 750.000 token và tương đương với khoảng 15.000 đô la, tức là tương đương với khoảng 500 LI cho một người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này cùng mình nhé. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này nhé. Mình sẽ để link bên dưới cho mọi người cùng theo dõi và đăng ký và làm theo hướng dẫn. Các bạn nhớ đăng ký kênh like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.